hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp là một trong những phương án để hướng tới một cộng đồng kinh doanh lành mạnh. Với con số hơn 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, theo nghị quyết 35 của chính phủ. Tuy nhiên, đa phần các hộ kinh doanh hiện nay vẫn còn gặp khá nhiều vướng mắc và vẫn chưa sẵn sàng để tiến một bước trở thành doanh nghiệp. Đây là hộ kinh doanh của gia đình nghệ nhân Trần Văn Vinh, một trong những nghệ nhân làm nghề thủ công bông truyền thống. Từ lâu nay, ông luôn muốn có thể phát triển nghề, trở thành một doanh nghiệp và có thể liên kết để tạo công ăn việc làm cho làng nghề tại huyện Thường Tín. Tuy nhiên, rất nhiều khó khăn đã cản trở ông thực hiện mong muốn của mình. Nghệ nhân chúng tôi đơn thuần chỉ hiểu là những người yêu nghề nhất và muốn giữ và bảo tồn cái nét làng nghề của mình. Còn để phát triển kinh tế thì chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn. Chúng tôi muốn phát triển chứ, nhưng mà không có tiền để phát triển, không có điều kiện nữa. Kinh tế điều kiện không cho phép. Đấy. Thế ra họ cũng rơi vào cái thế là gọi là lẩn quẩn thì không phải, nghĩa là không biết xử lý như thế nào. Trong khi đó, với những làng nghề khác như sơn mài và đồ thờ Hạ Thái, những khó khăn đối với các hộ kinh doanh đến chủ yếu từ vốn và đất đai. Có những hộ kinh doanh muốn liên kết lại, tạo công ăn việc làm cho cả những người dân ở làng lân cận. Tuy nhiên, những hạn chế và thách thức này đã khiến quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp của họ gặp không ít khó khăn. Nếu như theo Quốc hội vừa rồi khuyến khích các doanh nghiệp của các cơ sở vừa và nhỏ, thì như mình được biết thì thật ra khó khăn của những cơ sở sản xuất là vì chủ yếu là về nguồn vốn đầu tư, rồi về những cái mà mặt bằng, những cái đấy là cái khó khăn nhất của các cái cơ sở sản xuất. Đây cũng là một nỗi băn khoăn chung của hàng nghìn hộ kinh doanh hiện nay. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, hộ kinh doanh là lực lượng tạo việc làm lớn nhất cho nền kinh tế, nhưng những hoạt động dưới hình thức cá thể của các hộ sẽ bị pháp luật hạn chế rất nhiều về khả năng tiếp cận vốn và các cơ chế ưu đãi. Hiện trong luật đã có quy định, với hộ kinh doanh từ 10 lao động trở lên sẽ phải chuyển thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, tính thực thi suốt nhiều năm nay vẫn đang bỏ ngỏ. Thành doanh nghiệp có nghĩa rằng là cũng đã có nghĩa câu chuyện này bàn rất lâu rồi. Cũng đã có một gần trước từ trước đến nay và gần đây cũng đã có một số cái chính sách để hỗ trợ cái việc chuyển đổi này, nhưng tôi cho rằng là việc chuyển đổi này kết quả nó chưa diễn ra như mong muốn, và hai là cái cách đặt vấn đề theo tôi là nó chưa đúng. Cũng theo các hộ, hiện nay đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ và cam kết hỗ trợ từ chính quyền địa phương, thậm chí là từ các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức hô hào và chưa hề có những quy định cụ thể để các doanh nghiệp có thể nắm bắt. Ví dụ tôi nói là cái nghị quyết số 31 của thành phố Hà Nội năm 2014 đã đưa cái sơn mài Hạ Thái tôi vào những trong những làng nghề cần được bảo tồn và phát triển và có cơ chế chính sách đặc thù. Thì cái mà chúng tôi đang mong muốn ở đây là cái cơ chế chính sách đặc thù đấy nó là cái gì? Đấy, để phát triển làng nghề thì cái mà chúng tôi đang mong muốn là cái nhà nước vào cuộc sâu hơn. Việc khuyến khích các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là một hướng đi đúng đắn của chính phủ, hướng tới một nền kinh tế dựa vào cộng đồng doanh nghiệp tư nhân năng động. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, việc các hộ sau khi lên doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ và được hưởng những lợi ích gì thì những điều đó còn khá mơ hồ. Vì vậy, con đường chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp vẫn còn nhiều những gian nan.